kính chào các bạn quay trở lại với website của kế toán việt hưng như các bạn đã biết kế toán việt hưng là công ty đào tạo kế toán với nhiều loại hình doanh nghiệp đặc thù như những video trước tôi đã chia sẻ và giới thiệu với các bạn về một số các khóa học đặc thù thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho chúng ta về những nội dung của khóa học về lĩnh vực dịch vụ đào tạo đây là một trong những lĩnh vực mà rất nhiều kế toán quan tâm. Bởi vì hiện nay có rất nhiều các trung tâm mở ra về dịch vụ đào tạo như đào tạo kế toán hay đào tạo tiếng Anh, ngoại ngữ, đào tạo bằng lái xe. Trường mầm non tư thục thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cái vấn đề kế toán đối với lĩnh vực dịch vụ đào tạo. Nói về dịch vụ đào tạo như các bạn biết thì đây là một lĩnh vực đặc thù. Thứ nhất là nó sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng đầu ra. Do đó rất nhiều bạn khi xuất hóa đơn sẽ lầm tưởng rằng chúng ta là doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải xuất thuế 10%, nhưng theo quy định của thuế thì dịch vụ đào tạo sẽ không chịu thuế. Do đó chúng ta cần lưu ý. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta vẫn tính phần trăm như bình thường. Khi tham gia khóa học kế toán dịch vụ đào tạo của kế toán Việt Hưng thì các bạn cũng được học tổng hợp tất cả công việc của kế toán, từ việc khai báo mã. Ví dụ như là chúng ta làm đối với trường mầm non hay là trường ở cấp 1 cấp 2 tư thục thì chúng ta sẽ khai báo mã theo lớp học. Còn nếu mà chúng ta đào tạo về lĩnh vực như là trung tâm tiếng Anh hay là trung tâm đào tạo ngoại ngữ gồm các thứ tiếng thì chúng ta có thể tạo mã theo từng loại tiếng mà chúng ta đào tạo. Tạo các mã phòng ban nhân viên, rồi tạo mã khách hàng, rồi tạo mã nhà cung cấp. Thứ hai là chúng ta được xử lý về số dư. Nếu như công ty nào mà đã thành lập lâu rồi mà chúng ta đang sử dụng trên phần mềm kế toán khác bây giờ chúng ta sử dụng trên phần mềm MISA chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải khai báo số dư lên phần mềm MISA bao gồm như là số dư công nợ phải thu phải trả hay là tồn kho vật tư hay là tồn kho công cụ tài sản rồi số dư bảng cân đối tài khoản đầu kỳ. Nội dung tiếp theo mà kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ. Ví dụ như là hướng dẫn chúng ta hạch toán các hóa đơn, mua vào liên quan như là chi phí tiếp khách này in ấn hay là chi phí mua văn phòng phẩm rồi mua bàn ghế cho học viên giáo viên mua máy móc như là máy chiếu máy tính rồi um, hướng dẫn các bạn về cách ghi tăng các công cụ mà chúng ta mua về xuất thẳng cho các lớp học hướng dẫn các bạn tiếp theo là hướng dẫn về cách hạch toán các doanh thu về dịch vụ ví dụ như là trong dịch vụ đào tạo thì chúng ta chi tiết ra từng loại dịch vụ như là dịch vụ đào tạo tiếng Anh hay là dịch vụ đào tạo tiếng Nhật hay là dịch vụ tư vấn. Bởi vì trong lĩnh vực đào tạo thì sẽ có cái dịch vụ tư vấn đi kèm. Đấy thì chúng ta sẽ tách doanh thu chi phí theo từng loại dịch vụ. Sau khi hạch toán xử lý các nghiệp vụ ở trong kỳ như hạch toán đầu ra đầu vào thì giáo viên sẽ hướng dẫn chúng ta về cách hạch toán lương, bảo hiểm, vì lương chính là cái chi phí chính để tạo ra doanh thu và lương này thì chủ yếu là của giáo viên về phần bảo hiểm thì chúng ta cần phải biết cách cân đối chi phí để làm sao mà các chi phí lương và bảo hiểm được tính là chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi có công cụ và tài sản cố định thì chúng ta sẽ phải phân bổ hàng kỳ vào cuối mỗi tháng thì giáo viên sẽ hướng dẫn chúng ta cách phân bổ theo từng lớp học. Cuối năm thì các bạn sẽ phải cân đối các chi phí để tính giá thành và lên báo cáo tài chính. Đối với một bộ báo cáo tài chính đầy đủ thì chúng ta cần phải lưu ý đến thứ nhất là quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thứ hai là cân đối kế toán, thứ ba là kết quả kinh doanh, thứ tư lưu chuyển tiền tệ và thứ năm là thuyết minh báo cáo tài chính. Thì tất cả những cái bộ báo cáo tài chính đấy thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đối chiếu giữa chi tiết và tổng hợp để được một cái báo cáo tài chính hoàn thiện. Và cách lấy số liệu từ tài khoản nào để lên được một báo cáo tài chính thì trong khóa học này chúng ta sẽ được chia sẻ. Ngoài việc lên được báo cáo thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến sổ sách. Khi mà các bạn hoàn thiện được báo cáo rồi thì chúng ta sẽ in sổ sách chứng từ để lưu lại tại doanh nghiệp thì khi cơ quan thuế xuống quyết toán chúng ta sẽ trình ra để cơ quan thuế xem và quyết toán với những năm mà chúng ta đã được thông báo. Ngoài cái khóa học này thì giáo viên sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái kinh nghiệm thực tế mà các anh chị đã đi làm tại đơn vị. Và trong khóa học này chúng ta cần hỏi những cái vấn đề gì, trao đổi những vấn đề gì trên thực tế thì chúng ta có thể trao đổi với giáo viên. Đó là về nội dung mà chúng ta được học đối với khóa kế toán dịch vụ đào tạo. Còn nói về cái hình thức học của kế toán Việt Hưng thì như chúng ta đã biết là kế toán Việt Hưng chuyên đào tạo kế toán online, tức là giáo viên gọi điện nói chuyện trao đổi với các bạn bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để hướng dẫn các bạn đi bằng phần mềm Ultraview, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Thì tất cả các cái phần mềm phục vụ cho việc học thì giáo viên hoặc trung tâm sẽ cài đặt cho chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu tham gia vào khóa học. Đối với hình thức học online thì chúng, các bạn sẽ chủ động được về thời gian. Chúng ta có thể học vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hoặc buổi tối đều được. Chỉ cần các bạn sẽ sắp xếp được thời gian thì chúng ta liên hệ với giáo viên để giáo viên online hướng dẫn. Còn trung tâm sẽ không quy định vào thời gian và số buổi học chúng ta có thể linh động bởi vì đa số những người tham gia khóa học đều là những người đi làm do đó thời gian không thể cố định được chúng ta lựa chọn hình thức học online rất là hợp lý chính vì vậy mà rất nhiều kế toán đang làm thực tế tại doanh nghiệp tham gia học online tại kế toán việt hưng sau khi tìm hiểu về nội dung của khóa học thì các bạn click vào học thử để chúng ta vào xem giáo trình mà chúng ta muốn tham gia về khóa học đó. Ví dụ như chúng ta muốn tham gia về khóa học dịch vụ đào tạo thì các bạn sẽ nhấn vào lớp vào các khóa học kế toán doanh nghiệp, kế toán thương mại dịch vụ. Chúng ta tìm đến khóa dịch vụ đào tạo 2018. Đây là sườn của nội dung khóa học dịch vụ đào tạo. Ở đây thì kế toán Việt Hưng có mở cho chúng ta hai buổi là buổi 2 và buổi 3 để chúng ta xem giáo trình miễn phí. Thì trong hai buổi này, các bạn có thể click vào buổi 2, click vào xem nội dung. Chúng ta lưu ý muốn nghe được các video thì chúng ta vào bằng trình duyệt cốc cốc. Đây là buổi 2 của dịch vụ đào tạo. Bởi vì dịch vụ đào tạo thì rất là ít nghiệp vụ, số dư đầu kỳ nên là buổi 2 chúng ta sẽ ít hơn. Còn để xem tiếp buổi 3 thì chúng ta click vào tiếp theo xem nội dung. Khi có video hướng dẫn thì ở phía dưới góc phải của chứng từ sẽ có chữ MISA và chúng ta sẽ click vào chữ MISA đấy để chúng ta nghe video. Các bạn quay trở lại với giáo trình thì đối với giáo trình cũng trình bày đầy đủ tất cả các nghiệp vụ của kế toán từ số dư ban đầu tức số dư đầu kỳ đến phát sinh ở trong kỳ bao gồm hóa đơn mua vào rồi phiếu thu, phiếu chi, giấy nộp tiền biên lai like thu học phí rồi giấy báo có lương công cụ tài sản bao gồm chứng từ của 3 tháng cuối kỳ thì sẽ có tờ khai thuế giá thành và các cái báo cáo tài chính chúng ta sẽ được học đầy đủ bài bản các nghiệp vụ của kế toán đối với dịch vụ đào tạo ngoài việc học trên chứng từ của trung tâm thì chúng ta còn có một hình thức học là giáo trình riêng, tức là học trực tiếp trên hóa đơn chứng từ của học viên. Thì nếu như mà bạn nào có hóa đơn chứng từ thì chúng ta có thể học luôn trên hóa đơn chứng từ của công ty để giáo viên hướng dẫn cho chúng ta cách giải quyết các số liệu còn đang tồn động tại doanh nghiệp để làm sao báo cáo của chúng ta được chính xác hơn. Còn nếu như bạn nào chưa có thì chúng ta học trên chứng từ của trung tâm và sau đó vận dụng vào để làm cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình làm việc có gì không hiểu thì các bạn hãy hỏi giáo viên hoặc trung tâm để bên mình hỗ trợ thêm. Như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn về khóa học thực hành kế toán dịch vụ đào tạo. Rất hy vọng được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trong một ngày gần nhất. Chúc các bạn thành công.